xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức quốc tế 24 giờ mới nhất. Theo Bộ Y tế Liban, tối ngày 10 tháng 10, Israel đã tiến hành các cuộc không kích dữ dội tại trung tâm thủ đô Beirut nhắm vào Wafi Safa, người đứng đầu đơn vị liên lạc và điều phối của phong trào Hezbollah. Sau cuộc không kích, đám cháy lớn và khói dày đặc bốc lên từ một tòa nhà ở Anueri, khu vực đông dân cư ở trung tâm Beirut. Hình ảnh được phát trên kênh truyền hình al Anzade của Liban cho thấy các xe cứu thương được điều động đến hiện trường và đám đông đã tụ tập gần địa điểm là mục tiêu của vụ tấn công. Các nguồn tin Liban còn cho biết, trong buổi chiều và tối cùng ngày, máy bay chiến đấu của Israel đã tiến hành 16 vụ tấn công ở phía Nam và 9 vụ tấn công khác ở phía đông nước này, khiến 21 người thiệt mạng và 41 người bị thương. Cũng trong ngày 10 tháng 10, các thành viên của phong trào Hezbollah đã tấn công một xe tăng của Israel bằng các tên lửa dân đường ở miền Nam Liban. Vụ tấn công xảy ra khi lực lượng bộ binh Israel với sự hỗ trợ của 5 xe tăng đang tiến về trục Ras al -Nagoda. Trong khi đó, lực lượng lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Liban, UNIFIN cho biết trong một tuyên bố, hai nhân viên gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đã bị thương sau khi một xe tăng của Israel bắn vào tròi canh tại trụ sở UNIFIL ở Nakoda, miền nam Liban. Ở mặt trận phía nam, các lực lượng của Israel cùng ngày đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào trường Rafida, gần trụ sở của Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine ở al-Bala, một thành phố ở trung tâm Gaza khiến ít nhất 28 người Palestine thiệt mạng và hơn 54 người khác bị thương. Trong một tuyên bố, quân đội Israel cho biết đã thực hiện một cuộc tấn công chính xác nhằm vào các chiến binh bên trong trung tâm chỉ huy và kiểm soát trong khuôn viên trường học. Một quan chức cấp cao của Hezbollah đã may mắn thoát nạn sau vụ ám sát của Israel tại Beirut, trong khi các cuộc không kích của Israel tại đó đã khiến 22 người thiệt mạng và làm bị thương hơn 100 người khác. Qua phi Safa. Người đứng đầu đơn vị liên lạc và điều phối của Hezbollah chịu trách nhiệm làm việc với các cơ quan an ninh Liban đã bị Israel nhắm mục tiêu vào đêm ngày 10 tháng 10, nhưng đã sống sót. Reuters trích công nguồn tin an ninh địa phương cho biết. Trước đó, một số nguồn tin cho hay các cuộc không kích của Israel vào trung tâm Beirut đã nhắm vào ít nhất một quan chức cấp cao của Hezbollah. Nỗ lực ám sát Safa, người có vai trò kết hợp các vấn đề an ninh và chính trị đánh dấu sự mở rộng mục tiêu của Israel, Vốn cho đến nay vẫn tập trung vào các chỉ huy quân sự và các nhà lãnh đạo cấp cao của nhóm. Safa, người mà các phương tiện truyền thông đưa tin là sinh năm 1960, đã giám sát các cuộc đàm phán dẫn đến một thỏa thuận năm 2008. Trong đó, Hezbollah trao đổi thi thể của những người lính Israel bị bắt năm 2006 để lấy các tù nhân người Liban ở Israel. Các cuộc không kích của Israel vào một khu dân cư đông đúc cùng các tòa nhà chung cư và cửa hàng ở trung tâm Beirut trong ngày 10 tháng 10 Trước đó, Israel chưa từng tấn công khu vực này, nơi nằm tách biệt khỏi vùng ngoại ô phía nam của Beirut, nơi mà Israel cho là trụ sở của Hezbollah. Số thương vong tăng nhanh chóng sau các cuộc không kích. Bộ Y tế Liban báo cáo có 22 người thiệt mạng và 117 người bị thương. Sau khi Israel ám sát một loạt các quan chức cấp cao của Hezbollah trong những tuần gần đây, bao gồm cả thủ lĩnh cấp cao Hassan Nazara, Safa là một trong số ít những nhân vật cấp cao còn sống sót. Quân đội Israel đã ban hành cảnh báo sơ tán mới vào đêm ngày 10 tháng 10 cho các vùng ngoại ô phía nam của Beirut. Trước đó cùng ngày, Israel đã cảnh báo thường dân Liban không được trở về nhà ở phía nam để tránh bị thương do giao tranh. Trước những cuộc không kích dồn dập của Israel, chính quyền Iran đã lên tiếng tuyên bố sẵn sàng chống lại bất cứ cuộc tấn công tiềm tàng nào từ Israel, bao gồm khả năng Israel không kích cơ sở năng lực và dầu khí của Iran. Nguồn tin từ Tehran giải thích, Việc trả đũa một cuộc tấn công tiềm tàng, xe tương xứng và dựa trên các chuẩn mực ở trong nước và quốc tế. Ví dụ, nếu Israel nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran, Tehran sẽ đáp trả bằng cách tấn công ba nhà máy lọc dầu chính ở Israel. Nguồn tin cho biết thêm, tấn công vào các cơ sở hạ tầng khác, chẳng hạn như nhà máy điện hoặc cơ sở hạt nhân, cũng sẽ dẫn đến các cuộc tấn công trả đũa tương tự tại Israel. Trong trường hợp bất kỳ thường dân nào bị thương vong một cuộc tấn công hoặc các khu vực dân sự bị nhắm mục tiêu Iran sẽ buộc phải sửa đổi học thuyết hạt nhân của mình, nguồn tin nói với báo Nga nhưng không giải thích thêm. Iran đã phát triển chương trình hạt nhân từ nhiều thập kỷ, nhưng không rõ nước này đã thành công trong việc chế tạo bom hạt nhân hay chưa. Israel được cho là đã sở hữu hàng chục đầu đạn hạt nhân, nhưng không phủ nhận và cũng không xác nhận. Israel cũng theo đuổi chính sách mơ hồ về vấn đề này. Căng thẳng Israel-Iran leo thang lên mức chưa từng có sau khi Iran phóng 200 tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel trong cuộc tập kích hôm 1 tháng 10. Giới chức Israel đã khẳng định sẽ đáp trả Iran nhưng chưa rõ thời điểm thực hiện. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galen cảnh báo cách đây vài ngày, đòn đáp trả của chúng tôi sẽ gây trên người, chính xác đến từng chi tiết, và quan trọng nhất là gây bất ngờ. Đối phương sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra hoặc xảy ra như thế nào. Họ sẽ chỉ nhìn thấy kết quả. Ở Liban, trong khi mọi người cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn, thì có những người nhập cư đã bị bỏ lại, đặc biệt là những người đến từ châu Phi. Những người lao động nhập cư gốc Phi cho biết Họ gặp khó khăn trong việc tiếp cận nơi trú ẩn khẩn cấp giữa vùng xung đột ngày càng tồi tệ. Chính phủ Liban ước tính tình trạng bạo lực hiện tại đã khiến hơn 1,2 triệu công dân Liban phải di rời. Tuy nhiên, không có số liệu đáng tin cậy về số lượng người nước ngoài bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng đang diễn ra. Regina Presinkiaro, một người giúp việc người Kenya đến Liban vào năm 2023 cho biết, chúng tôi bị mắc kẹt, không có lối thoát. Maria Tutorei, một người di cư Syria Liban sống tại Beirut nói rằng, cô đã mất ngủ nhiều đêm. Cô cho biết thêm rằng cô không có nơi nào để đi. Họ ném bom khắp mọi nơi vào ban đêm. Đất nước này hiện không an toàn cho chúng tôi. Các viên chức Liên Hợp Quốc cho biết hầu hết các nơi trú ẩn ở Liban dành cho người di tản hiện đã kín chỗ. Thay vào đó, mọi người chuyển sang ngủ ngoài đường hoặc trong công viên công cộng để tránh pháo kích và tên lửa. Rura Amin, từ cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc, cho biết trong một cuộc họp báo tại Geneva, Hầu hết trong số gần 900 nơi trú ẩn tập thể do chính phủ thành lập tại Liban đều không còn sức chứa nữa. Matthew Luciano, người đứng đầu tổ chức di cư quốc tế IOM tại Liban, cũng bày tỏ mối quan ngại của mình đối với hàng nghìn người giúp việc gia đình, thường là phụ nữ nhập cư. Ông nói, họ phải đối mặt với rất ít lựa chọn nơi trú ẩn. Theo Dala Foyle, từ Migrant Worker Action, một tổ chức phi chính phủ của Liban, tình hình đặc biệt khó khăn đối với phụ nữ di cư vì nhiều người trong số họ làm nghề giúp việc tự do và được trả lương theo giờ. Nhiều người đã làm giúp việc tại các khu vực trung lưu ở Nam Liban, khu vực mà Israel pháo kích trong cuộc chiến chống lại Hezbollah vài tuần qua. Theo ước tính của IOM, có hơn 175.000 người di cư từ 98 quốc gia đang trú ẩn tại Liban. Tuy nhiên, những con số đó chỉ phản ánh tình hình trước cuộc xung đột hiện tại giữa Israel và Hezbollah. Tệ hơn nữa, nhiều lao động di cư không thể di tản nếu không có giấy tờ tùy thân, thường do chủ lao động quản lý. Kiaro nói, Ông chủ của chúng tôi đang giữ hộ chiếu và giấy tờ đi lại của chúng tôi. Họ cũng đang chạy loạn với giấy tờ của chúng tôi. Mô tả mọi nỗ lực trở về nhà là nhiệm vụ bất khả thi. Hệ thống kafala ở Liban cho phép các nhà tuyển dụng và các cơ quan tuyển dụng việc làm tịch thu giấy tờ đi lại để đảm bảo người lao động không bỏ trốn. Tuy nhiên, điều này đã làm phức tạp đáng kể không chỉ việc sơ tán người lao động di cư mà còn cả việc tiếp cận hầu hết các dịch vụ công. Một số quốc gia nước ngoài hiện đã bắt đầu tổ chức kế hoạch sơ tán cho công dân của họ nhưng tiến độ cho đến nay vẫn còn chậm. Bangladesh, Kenya và Philippines đều đã yêu cầu công dân của mình ở Liban đăng ký sơ tán. Trong khi đó, người lao động nhập cư từ nhiều quốc gia châu Phi và châu Á khác đang phải vật lộn để có được giấy tờ thông hành khẩn cấp nhằm rời khỏi Liban. Tất cả những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.